Chiều ngày 1 tháng 12, tại buổi họp báo thông tin về ca mắc Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu xử lý vi phạm của tiếp viên làm lây Covid-19 ra cộng đồng. Các quận gồm quận 6, Tân Bình và Bình Tân phải chủ động đề xuất với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân nếu cần giãn cách xã hội. Theo đó, bệnh nhân 1342 có tên H, sinh năm 1992, là tiếp viên hàng không do hãng hàng không Việt Nam Airlines quản lý. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có yêu cầu xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng chống dịch Covid-19 của nam tiếp viên này. Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan nghiên cứu quy định về hành vi lây lan dịch bệnh nguy hiểm ra cộng đồng để có biện pháp xử lý hợp lý. Các quận 1, 3, 6, 10, Phú Nhuận, Bình Tân, Tân Phú là nơi bệnh nhân 1347 đã đến để làm việc, sinh hoạt, giao lưu. Cần rà soát thật kỹ các địa điểm mà bệnh nhân này có mặt. Đối với những cơ sở có dấu hiệu nguy cơ lây nhiễm thì phải đóng cửa và cách ly. Đặc biệt, các quận 6, Tân Bình và Bình Tân phải chủ động đề xuất với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân nếu cần giãn cách xã hội. Quan điểm của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ là giãn cách đối với những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu cơ quan, tổ chức và người dân tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành các quy định đeo khẩu trang, khử khuẩn tại nơi công cộng, đặc biệt tại trường học và bệnh viện.